Cam kết cung cấp loạt xe tăng không sử dụng nữa cho Ukraine là một chuyện, đưa những phương tiện chiến đấu đã cũ này quay lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đào tạo kiếp vận hành là một vấn đề khác, đặc biệt khi những chiếc Leopard 1 đã được niêm cất trong kho gần 20 năm. Đan Mạch đối mặt với bài học khó khăn này sau khi cùng Hà Lan, Đức và Bỉ cam kết tặng Ukraine khoảng 100 chiếc Leopard 1A5, biến thể được biên chế lần đầu từ những năm 1980. Trong những năm tiếp theo, số xe tăng được cam kết lên tới gần 180 chiếc. Lượng xe tăng theo cam kết này tương đương 5 tiểu đoàn. Mỗi chiếc Leopard 1 có kiếp lái cần 4 người, do đó cần rất nhiều binh sĩ vận hành chúng. Quá trình huấn luyện gần 1.000 lính tăng đòi hỏi nỗ lực lớn từ Đức và Đan Mạch. Chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành Leopard 1 bắt đầu từ tháng 5 và có thể tiếp tục đến năm 2024. Đan Mạch huy động cựu binh từng vận hành Leopard 1 làm huấn luyện viên cho lính Ukraine. Cùng với Đức, họ đào tạo lính Ukraine tại thao trường Split, phía tây thủ đô Berlin. Trong các giai đoạn ban đầu, Đức có thể cung cấp phương tiện huấn luyện không có tháp pháo. Tuy nhiên, trong giai đoạn huấn luyện cuối cùng có đào tạo tác xạ, hai nước phải sử dụng xe tăng có khả năng chiến đấu. Phần lớn Leopard 1A5 thuộc sở hữu của một công ty tư nhân Đức và nằm trong kho gần 2 thập kỷ, cần phải được tân trang. Trong khi đó, quá trình huấn luyện không thể chờ đợi. Chúng tôi rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy. Điều quan trọng là lính tăng Ukraine phải về nước và giúp đỡ đồng đội của mình, thiếu tá Kim Fonseca, chỉ huy một tiểu đoàn tăng thiết giáp của Đan Mạch cho biết.